Thêm một thông tin nữa về âm nhạc quốc tế. Sau hơn 3 thập kỷ kề vai sát cánh trên rất là nhiều những sân khấu và các sàn diễn ca nhạc khắp toàn cầu, cuối cùng thì Motley Crue đã quyết định gác lại sự nghiệp âm nhạc của mình bằng một tour diễn mang tên The Final Tour. Bộ tứ Motley Crue gồm Vince Neil, Mick Mars, Nicky Six và Tommy Lee cho biết sau khi tour diễn The Final Tour kết thúc, các thành viên sẽ gác mic. Theo dự kiến, tour diễn sẽ khởi động vào ngày 2 tháng 7 tại Grand Rapids và khép lại vào ngày 21 tháng 11 tại Vancouver. Chúng tôi muốn để lại một ấn tượng khó phai trong lòng khán giả về Motley Crue. Sở dĩ chúng tôi gọi đây là tour diễn cuối cùng vì muốn fan tự hào về Motley Crue. Six cho biết thêm, sau khi tour diễn kết thúc, mỗi người có một hướng đi khác nhau, tự do theo đuổi những dự án riêng của mình. Motley Crue, ban nhạc được thành lập năm 1981, đã bán được hơn 80 triệu album trên toàn cầu, trong đó có những bản hit Girls, 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 Home Sweet Home và Kickstart My Heart.